Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Như thường lệ thì lời đầu tiên Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng đến toàn thể các quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Chúc cho quý vị luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay mình tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất liên quan tới đàn gà con cũng như chuyển sang và liên quan tới ekip quản lý nha mọi người. Thưa quý vị và các bạn, thì mới đây em Trường Sang cũng có đăng tải những cái thông tin cực kỳ mới và sau đây mình sẽ cập nhật đến tất cả mọi người và để cho mọi người có thể nắm được, thì tất cả chúng ta hãy cùng lắng nghe những cái thông tin mà Trường Sang đã đăng tải nha. Sang xin được thông báo với toàn thể các quý vị khán thính giả lịch trình những show tới ạ. Vào lúc 19h30 ngày 17 tháng 12 tại Cần Thơ, với những chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần thứ 240 với chủ đề Đẹp Lắm Cần Thơ sẽ được trực tiếp truyền hình tại HTV1 và truyền hình thành phố Cần Thơ. Ngoài ra quý vị còn có thể xem trên kênh fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ hoặc trên kênh YouTube HTV Giải Trí và trên kênh nền tảng TikTok và HTV Official nữa nhé. Sau đó sẽ làm đêm nhạc cuối năm chào đón năm mới 2024 cùng với những cái sự góp mặt của bộ tứ siêu quậy và nam ca sĩ trẻ Trường Huy, em trai của Trường Sang, được tổ chức tại phòng trà Đồng Dao vào đêm 31 tháng 12 nhé cả nhà ơi. Đặc biệt chúng ta vẫn sẽ có bán vé online cho quý vị khán giả ở xa ạ. Nhanh tay liên hệ phòng trà Đồng Dao để được hỗ trợ nhé. Ngày 18 tháng 1 sẽ là sự trở về từ Trai Đẹp Mạnh Quỳnh của chúng ta cùng với các con và học trò để tổ chức đêm nhạc để gặp gỡ quý vị khán thính giả và cùng cho nhau nụ cười xuân. Vẫn là điểm hẹn cũ tại phòng trà Đồng Dao nhé thưa quý vị. Nhanh tay cái để đặt chân lên sở hữu ngay chiếc vé xem show nhé. Chút đùa hì hì. Rất mong các quý vị khán thính giả yêu thương và ủng hộ để lớp trẻ như Sang và các bạn sẽ cùng thầy của mình phục vụ quý vị khán giả và được thêm một lần nữa thể hiện niềm đam mê và ngọn lửa nghề của mình để gửi đến quý vị khán thính giả, để đổi lấy sự yêu thương chân thành và sâu sắc từ quý vị. Một lần nữa Trường Sang xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn rất nhiều. Đây là những cái thông tin mà Trường Sang đã đăng tải lên cái trang cá nhân của mình để thông báo đến tất cả chúng ta. Thì tức là cái vào lúc 19h30 ngày 17 tháng 12 tại Cần Thơ với cái chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần thứ 240 với cái chủ đề Đẹp Lắm Cần Thơ, thì quý vị chúng ta có thể đón xem những chương trình như này nha. Và tiếp sau thì Trường Sang cũng đăng tải nay em làm đẹp và chỉnh chu cho em trai ca sĩ Trường Sang, tức là fan Nhật Tiên đó quý vị, cũng đã đăng tải những thông tin là nay làm đẹp chỉnh chu cho ca sĩ Trường Sang đi show và ghi hình nhé cả nhà. Rất cảm ơn em đã đến với chúng tôi may những bộ đồ thật là tuyệt để mặc trong những sự kiện và show diễn của em. Chúc cho em có buổi diễn ghi hình và thành công em nhé. Đó là những cái thông tin mà Trường Sang đã chia sẻ lại thưa quý vị. Trường Sang cũng đăng tải là ưng cái bụng quá, trời ưng, em cảm ơn anh trai đã luôn sẵn sàng hỗ trợ cho em ạ. Đó là những cái bộ đồ mà Trường Sang mặc, bộ vest rất là đẹp thưa quý vị. Và em Trường Sang cũng có đăng tải những cái sân khấu cũng đang chuẩn bị rất là đẹp. Vầng Trăng Cổ Nhạc lần thứ 240 tại Cần Thơ, cả nhà cùng đón xem vào tối mai. Tức là ngày 17 tháng 12 vào lúc 19h30 trực tiếp đài truyền hình HTV1 và truyền hình thành phố Cần Thơ quý vị ơi. Đó thì Trường Sang cũng đã đăng tải cách đây vài giờ đồng hồ thưa mọi người. Và tiếp tục Trường Sang cũng có đăng tải là bất ngờ vì sự chu đáo này, tuy là có sự nhầm lẫn vô cùng to bự, thay luôn cái giới tính của em nhưng vui lắm ạ. Cảm ơn giám đốc khách sạn đã chào đón Sang. Đó thì đây là những thông tin mà Trường Sang đã đăng tải lên để cho chúng ta biết được và có thể chúng ta chờ đón vào tối mai những cái sự kiện diễn ra rất là tuyệt vời của Trường Sang nhé mọi người.
Thì em ấy đăng tải thì Trường Sang cũng đã gắn anh Mạnh Quỳnh và cũng đã nói lên rất là nhiều những cái mà muốn cho cho thầy Mạnh Quỳnh của mình có những cái động lực tích cực hơn nữa để ngày 18 tháng 1 sẽ trở về Việt Nam, sẽ cho ra những sản phẩm và những bài hát cực kỳ hay để gửi đến các quý vị khán giả, đúng không ạ? Và bé Tuyết Nhung cũng tiếp tục đăng tải những cái thông tin lên trang cá nhân của mình. Thì ngày hôm qua mình cũng cập nhật với các quý vị rồi đúng không ạ? Nhưng tiếp tục hôm nay bé lại đăng tải trên trang cá nhân. Thì tức là hẹn gặp cả nhà vào tối nay ngày 16 tháng 12. Em có mặt tại giáo xứ Sơn Lộc hát phục vụ cho giáo dân và tất cả khán giả có mặt tại giáo xứ. Mọi người hẹn gặp mọi người nhé. Địa chỉ ở giáo xứ quận tức là 22 Tân Phú Trung Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh. Cả nhà tìm trên map và giáo xứ Sơn Lộc Củ Chi là được ạ. Thì đó là những thông tin mà bé Tuyết Nhung đã đăng tải. Thì trong buổi tối ngày hôm nay bé sẽ có những chương trình để mà gửi tặng đến tất cả chúng ta, thưa quý vị. Thì tức là ngày 16 tháng 12, tức là ngày hôm nay đó mọi người, thì mọi người có thể là đón xem những cái chương trình cực kỳ hay này của bé Tuyết Nhung nha quý vị. Trong cái thời điểm này thì dẫu biết rằng là rất là nhiều những cái khó khăn, có rất là nhiều những câu chuyện mà khiến cho các bé cũng thật sự cảm thấy cũng rất là buồn, nhưng các bé vẫn cố gắng từng ngày, thưa mọi người. Thì ai cũng vậy, cũng mong muốn mình có được những cái động lực tốt để mà phục vụ cho tất cả những người yêu mến mình, đúng không thưa mọi người? Thì đó là những cái thông tin mà thật sự hôm nay là mình cũng muốn cập nhật đến các quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Thì mong các quý vị hoan hỷ, chúng ta hãy cố gắng đến xem cũng như mua vé để ủng hộ cho đàn gà con, ủng hộ cho Trường Sang để mà các em ấy có thể vững bước trong cái con đường nghệ thuật của mình. Tuy rằng thì ngày 18 tháng 1 thì cũng còn một thời gian ngắn nữa thì anh Mạnh Quỳnh tiếp tục trở về Việt Nam để mà tham dự cái live show và cùng với các con của mình sẽ gửi tặng đến các quý vị khán giả rất là nhiều những cái ca khúc hay và nhiều những ca khúc mà tự tay anh Mạnh Quỳnh sáng tác. Nó sẽ mang lại cho tất cả chúng ta nhiều cái cảm hứng khi nghe nhạc từ anh Mạnh Quỳnh cùng với đàn gà con cho mọi người. Thì đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay em cũng muốn cập nhật đến các quý vị và các bạn. Và một lần nữa thì Vượng Hạnh cũng mong muốn các quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ cũng như là để lại những lượt bình luận của mình để tiếp tục chúng ta ủng hộ cho đàn gà con, để đàn gà con sẽ tiếp tục có những cái động lực lớn mạnh để mà cống hiến cho tất cả chúng ta nha. Một lần nữa thì chúc cho mọi người luôn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống.